Thế là em có nói trêu mà tóc dài như này mà về mà lấy chồng thì chồng buộc vào thành giường đánh thì không chạy được. Tự nhiên em lại nghĩ mà sao dạo này thấy khác khác. Linh cảm. Linh cảm. Thế là em có bảo là cho anh mượn cái nick để đăng ký này nọ. Thì vợ em thì cũng không nghĩ ra là mình lại vào chồng như thế. Vào chồng thế. Thế là em vào thì em đọc cái đúng như em nghĩ thật. Em có nghĩa là đọc mà thấm từng chữ từng từ một luôn, thấm chát với nhau ấy. Ngấm ngấm. Em cảm giác là mình cần phải thay đổi để xứng đáng với cái tình yêu của ông hơn. Xin mời quý vị chúng ta hãy cùng gặp gỡ và cùng chào đón với cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Em là Tuấn, năm nay 27 tuổi và đang sống tại Hà Nội. Em từ Hà Nội vô đây luôn? Dạ. Ồ, vậy đó hả? Hai vợ chồng luôn hả? Dạ. Ồ, vậy em tên gì? Em tên là Ngọc và em cũng 27 tuổi. Bọn em sinh sống ở Hà Nội và công tác ở Hà Nội luôn. Thay mặt cho chương trình, thay mặt cho những người thực hiện, xin cảm ơn hai em đã từ một cái quãng đường rất xa để vào đây tham gia chương trình Love Show. Rồi bây giờ mời hai em có thể cho anh biết rằng là cái thời gian đầu tiên hai em gặp nhau và chuyện tình của các em như thế nào? Bọn em thì yêu nhau cũng lâu rồi, từ hồi cấp 3. Thế là lần đầu tiên gặp nhau là khi vào lớp 10. Nhưng lúc đấy thì chưa có tình cảm gì với nhau cả. Đến tận năm lớp 11 thì mới bắt đầu có tình cảm với nhau và bắt đầu yêu nhau từ đấy. Lúc đó em như thế nào? Em là người chủ động tấn công cô gái này, đúng không? Lúc đầu mà mới vào nhập học ấy thì em ấn tượng với vợ em là lúc đấy mái tóc của em rất là dài, dài đến đầu gối luôn ấy. Thì em còn nói trêu lúc đấy là lúc đấy đang tán nhau ấy. Thế là em còn nói trêu mà tóc dài như này mà về mà lấy chồng thì chồng buộc vào thành giường đánh thì không chạy được. Rồi có bị bạn bè phát hiện không? Đến tận năm lớp 12 thì mới biết là hai đứa yêu nhau. Thì khi mà yêu nhau á thì hai đứa ở trên lớp không nói chuyện với nhau mấy, coi như là bạn bè bình thường đấy. Thế khi mà bạn bè phát hiện ra là hai đứa này yêu nhau mới bạn sao hai đứa này nó giấu nhau giỏi thế, giấu cả lớp giỏi thế, đến cô giáo chủ nhiệm cũng không biết. Rồi đến bao lâu thì mới cưới nhau? Cũng phải yêu nhau đến 8 năm sau. Wow, như vậy là mối tình thanh mai trúc mã đúng không quý vị? Cái chuyện tình của các em á, là nó có trơn tru không? Hay là nó có gần đến ngày cưới nó có bị trục trặc gì không? Thực ra đến năm thứ 6 hay năm thứ 7 gì đó, em nhớ là năm 2013, thì lúc đấy hai đứa cũng có một chút trục trặc. Tình cảm lúc đấy, cảm giác của hai đứa nó không còn được như lúc đầu ấy. Xong cùng thời điểm đấy thì em lại có một anh bạn làm cùng công ty thích. Là mình cũng bị rung rinh. Sau rồi ông này ông phát hiện ra vì ông ấy cũng thấy nghi nghi. Thế là ông ấy mới giả vờ ông mượn nick Skype ạ. Bọn em hay làm việc trên Skype. Đâu để cho ông này kể đi. Tại sao mà em cảm nhận được cái điều đó? Em cũng chẳng biết. Tự nhiên em lại nghĩ mà sao dạo này thấy khác khác. Linh cảm. Linh cảm. Thế là em có bảo là cho anh mượn cái nick để đăng ký này nọ. Thì vợ em thì cũng không nghĩ ra là mình lại vào chồng như thế. Vào chồng thế. Thế là em vào thì em đọc cái đúng như em nghĩ thật. Đâu em nói cái cảm giác là chị rất muốn biết cái cảm giác của em lúc đó. Tại vì lúc đó là phải cũng là 6-7 năm đúng không? Vâng. 6-7 năm rồi. Lúc em đọc thì em có nghĩa là đọc mà thấm từng chữ từng từ một luôn, thấm chát với nhau. Ngấm ngấm. Đầu máu. Máu dồn lên. Run rẩy. Đúng rồi. Có xỉu không? Hay không. Là mồ hôi một cây vã thôi như tắm? Không vã thì gọi là bùn rủn tí thôi. Đúng đúng. Và trong đầu em lúc đó em nghĩ cái gì đầu tiên? Trong đầu em ngay cái thời điểm đó em nghĩ cái gì đầu tiên? Em nghĩ là phải đọc hết xem có cái gì không. Rồi cuối cùng giải quyết như thế nào? Em có nhắn tin với vợ em bảo là anh đã biết được những cái việc như thế rồi ấy, thì bây giờ em sắp xếp thời gian để lên để giải quyết một lần cho xong. Tại vì yêu nhau cũng không phải là thời gian ít nữa. Mà bây giờ như thế thì anh cũng hơi buồn.
Thế nhưng mà lúc đấy thì em bình tĩnh để nói thế, nhưng mà trong lòng lúc đấy là rất là khó chịu. Tối hôm đấy em đi uống bia, cà phê một mình, xong rồi hôm sau đi làm bỏ ăn luôn. Thế là mấy anh chị bảo sao hôm nay mày bình thường mày ăn khỏe như trâu, sao hôm nay lại ăn ít thế? Thế là em mới không nói gì. Thế là tự nhiên đến sát, có nghĩa là sáng hôm đấy em đi làm, thì là chiều hôm sau, à chiều hôm cùng ngày ấy, vợ em lên. Thì không hiểu sao đến trưa tự nhiên đang sùng sục lửa trong người như thế, muốn lên một lần là giải quyết xong là chia tay luôn. Thì không hiểu sao đến lúc đấy tự nhiên này, tự nhiên lại không hiểu như kiểu ai dội nước một người, thế tự nhiên lửa nó cứ dịu xuống, dịu hẳn xuống. Xong em nghĩ mà tự nhiên bây giờ yêu 6-7 năm mà vợ mình, có nghĩa là mất thời gian để quen đến 6-7 năm một người, bây giờ lại quen lại một người thì nghĩ cũng tội tội. Mà em nghĩ là cái tính của em thì cũng chắc là vợ em thì người hiểu rõ nhất, nên là em cũng không nỡ buông tay. Cái lúc đó em có biết là em lên rồi để giải quyết cái việc đó không? Chồng em có nói không? Có nói. Thế nhưng mà rồi em suy nghĩ trong lòng em lúc đó như thế nào? Là chấm dứt luôn hay là thú nhận để tha thứ? Lúc đấy thì em không nghĩ đến việc chia tay. Mà em nghĩ đến việc là nghĩ lại tất cả những cái kỷ niệm của bọn em từ trước đến giờ. Thì em nghĩ là mình cũng là người có lỗi. Thì em định là lên em xin lỗi và muốn xây dựng lại mối quan hệ từ đầu. Thì không ngờ rằng ông này ông lại cũng dễ tính. Thế là ông cũng bỏ qua cho. Thế là em cảm giác là mình cần phải thay đổi để xứng đáng với cái tình yêu của ông hơn. Rồi, bây giờ là các em là đã ở với nhau bao lâu? Từ lúc cưới đến bây giờ bọn em cũng cưới nhau với nhau được 3 năm 3 tháng. Và đã có với nhau được một bé 17 tháng. Chúc mừng. Và trong 3 năm 3 tháng đó thì các em có những câu chuyện gì về không hiểu, không vừa lòng cái người bạn đời của mình hay không? Hay nói trắng là hãy nói xấu về nhau đi. Ông này thì ông ấy trông thế thôi nhưng mà siêu lười luôn. Tức là em bảo ông ấy làm cái gì nhưng ông ấy phải để em nói đến chục lần thì ông mới bắt đầu ông đứng dậy ông đi làm. Mà làm trong cái tư thế là hậm hực. Nhiều khi nghiện á em, nghiện á. Không nói là lại làm không thấy vui. Đúng rồi. Đúng vậy. Tại sao nè? Ông ấy còn có một cái tính là nghiện chơi game nữa. Trời ơi, chơi game thì thâu đêm suốt sáng luôn. Tức là có một cái trò chơi mà ban đầu thì em cũng chơi cùng, đợt mà em đang bầu ấy thì cũng rảnh rỗi thì bọn em chơi cùng nhau thì cũng vui. Thế đến lúc mà đẻ xong rồi thì bao nhiêu việc chăm con rồi lo dọn nhà cửa rồi giặt giũ quần áo rồi các kiểu, nhưng ông vẫn ngồi chơi, ông vẫn cày game để cho nâng cấp rồi thăng hạng rồi các kiểu. Trong khi mình thì không chơi nữa mà mình thì còn bao nhiêu việc khác mà không hỗ trợ. Thế là em điên lắm. Có hôm em về em bảo vẫn còn đang ngồi chơi điện tử không, bây giờ mà còn ngồi chơi nữa thì em cầm điện thoại em đáp. Em xóa luôn trò chơi. Đáp là vứt đấy, vứt đi luôn. Cho em đính chính một tí. Cứ đính chính. Thật ra là rất là đen, cứ lần nào vợ em quay ra là đúng lúc em đang chơi. Nhưng mà thì thực ra em chỉ chơi một tí thôi xong em lại thả xuống. Nhưng mà những cái lúc thả xuống thì vợ em lại chẳng nhìn. Thế nhưng mà cái lúc em cầm lên và cái lúc em hạ xuống nó cách nhau bao lâu? Đó. Cứ 5 phút một lần là hay sao? Không ạ, chắc tầm khoảng 30 phút. 30 phút là cũng hết mà. 30 phút một lần. Còn gì nữa không? Ông này ông còn một cái tính nữa nè. Bây giờ thì con cũng lớn rồi, thì làm bố làm mẹ thì cũng phải làm gương cho con đúng không ạ? Nhưng mà không, kiểu tính trẻ con ấy, em nhờ lấy cái này lấy cái kia thì toàn tiện ấy, đứng từ sau đáp veo phát ra chỗ mình. Thế là thằng con nó nhìn thấy lần sau nó cũng cầm cái gì nó đắp vèo phát. Thế là em mới mắng cho mà làm sao không được làm như thế, làm như thế con nó bắt chiếc thì không hay. Hai vợ chồng là ở riêng hay là ở chung với bên gia đình? Bọn em thì nhà ở Hạ Long, còn công tác thì làm ở Hà Nội. Thế là bọn em ở xa nhà, không ở chung với bố mẹ. Tức là đâu đâu có sống chung với mẹ chồng thời gian nào hả?
Thì thực ra là có sống cùng mẹ lúc mà em sinh cháu ấy ạ. Thực ra ở với mẹ thì cũng không có vấn đề gì nhiều. Chỉ có vấn đề khi mà em mới sinh cháu xong ấy, thì có xích mích về việc là cho con ăn, cho con bú, rồi nuôi dạy nó. Là cái cách của em với cách của mẹ khác nhau hả? Vâng, đúng rồi. Lúc đó em sao? Em thấy cái cách nào đúng? Thật ra thì em chẳng biết cách nào đúng sai. Lúc đấy vợ em vẫn đang ở trên bệnh viện. Thì lúc đấy thằng cu nhà em thì khóc rất là to. Thì bà thì xót thì cứ bảo là thôi bây giờ mà sữa mẹ chưa về kịp thì có thể cho ăn sữa ngoài một chút. Thì vợ em thì nhất quyết bảo không ăn sữa ngoài, thì chỉ cho bú thôi. Vợ em thì chắc là lúc đấy cũng không muốn nói nhiều nữa, thế là lại đi gọi mấy cái cô y tá đến để giải thích cho mẹ em hiểu. Thì khi đến thì bác sĩ có bảo là sữa mẹ vẫn đủ đây, thì không cần phải cho ăn sữa ngoài đâu. Thì lúc đấy mẹ em lại cảm giác như kiểu là bị như kiểu dùng từ quê. Thế là mẹ em mới bảo thôi em đứng lên, mẹ em cũng hơi sụt xin một tí. Mẹ em bảo là thôi mẹ không trông cháu nữa, mẹ đi về. Đến lúc em ra thì mẹ em đi về rồi. Thế em đợi mẹ vợ em lên thì em có bảo là mẹ trông vợ con một chút, thì con về con nói chuyện với mẹ. Thế về thì mẹ em vẫn đang nằm trong giường khóc. Tối hôm đấy thì em nằm giữa hai ông bà luôn. Thế là cứ ôm mẹ em, xong rồi em bảo là thôi thì vợ con cũng mới, thì có gì thì mẹ bỏ qua, bây giờ con cũng không biết phải làm thế nào cho vừa cả. Thì sau lúc đấy mẹ em cũng xuôi xuôi. Rồi hôm sau thì cũng có viết một bức thư cũng khá là dài cho vợ em. Nhưng mà không cho em đọc. Đến bây giờ em cũng chưa biết là nội dung bức thư ấy là như thế nào. Bây giờ cho vợ kể cái mẹ viết cái gì cho em vậy? Mẹ viết cho em một bức thư thì cũng nói về chuyện là ngày xưa mẹ em chăm chồng em như thế nào. Tại sao mẹ lại lo lắng khi mà thằng cu nó khóc nhiều như thế. Thì sau khi đọc xong thì em cũng hiểu được tâm lý tình cảm của bà là như thế nào. Thì bà cũng chỉ là lo cho cháu thôi. Nên là em cũng thấy chắc là mình cũng cư xử hơi quá. Em cũng nhắn tin xin lỗi bà. Thì hôm sau mà em cũng ra viện luôn. Thì là mẹ em cũng lên để đưa hai mẹ con ra về nhà. Và mẹ chồng em thì rất là chiều, em về em cũng không phải làm gì mấy. Toàn em làm. Toàn làm. Ăn cơm xong thì có nghĩa là bình thường thì việc rửa bát hoặc giặt quần áo đối với em thì em vẫn tự làm bình thường. Nhưng mà về nhà thì mình cũng muốn oai một tí. Thế ăn cơm xong bảo em đi dọn bát đi. Thế mẹ em với cả bố em luôn quay ra bảo mày làm quen rồi mày đi làm đi, để nó làm gì. Thế em lại phải lóc cóc đi xuống rửa bát. À, bây giờ là tật xấu của vợ em là gì? Tật xấu của vợ em thì chắc là chỉ có mỗi việc cẩn thận quá và lèo nhèo nói lắm. Lèo nhèo là nói chắc cũng phải kinh khủng lắm luôn. Không, có nghĩa là một cái việc đấy, ví dụ như là lúc vợ em có nói là bảo đứng lên dọn bát đũa đi ấy, thì em bảo là thôi để đấy anh ngồi một tí rồi anh dọn. Thế là từ cái lúc mà em nói xong rồi bà phải nói khoảng chục lần nữa rồi. Thôi đứng lên đi, xong lại được khoảng 2 giây sau rồi. Đứng lên đi. Thế là em thì tính em không thích nói nhiều, nên em lại phụng phịu đứng lên em dọn. Em không nói nhiều mà chắc lúc đó đang cài game đúng không? Đúng rồi. Và bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Vợ em thì mong muốn là bớt kỹ tính đi tí cho chồng dễ thở. Với cả cũng bớt gọi là ghen đi một tí. Ghen sao ghen dữ hả? Đấy. Có nghĩa là bình thường thì em đi làm thì công ty em thì làm là công ty nước ngoài ấy. Thì có nghĩa là các nhân viên với nhau rất là thoải mái, ôm ấp chụp ảnh rất là bình thường thôi. Thì chụp xong thì Facebook bình thường, bà cứ nhìn thấy cái xong cái bà mà lại chụp ảnh tay chân, mà cũng không hiểu sao các bạn gái rất thích chụp ảnh với em. Nên là về cũng up Facebook này, bà cứ lầu bầu. Thế là từ đấy là ai mà nhất là mấy bạn gái mà có bảo chụp ảnh ấy thì em bảo thôi em né luôn. Tội quá. Tội quá. Thôi còn em thì em muốn ông xã thay đổi điều gì? Em chỉ mong ông ý bớt chơi game đi thôi. Chịu khó dành thời gian chơi với con. Nhưng mà bây giờ cái thời gian mà em dành cho con em á là nhiều không? Nhiều chứ, tại vì em đi làm thì cứ có nghĩa là cũng không nhậu nhẹt gì đâu, đi làm về là em về ở nhà chơi với con luôn thôi. Đến tối đi ngủ à. Tối thì bắt đầu mới chơi game. Đúng không? Tối mới chơi game, thế thời gian đâu mà chơi với vợ.
Có nghĩa là vợ em đương mượn mây đẩy trăng á. Vấn đề là cô nói giờ anh bớt chơi game lại đi để con nó bắt chước này kia nọ, nhưng mà thực chất ra là phải có thời gian để chơi với vợ nữa, chơi với hai mẹ con, đúng không? Đúng không? Còn cái chuyện chồng em á, tại sao mà mọi người thích chụp chung với bạn đó là tại vì bạn rất là duyên dáng. Thực sự là bạn này á, bạn nói ít nhưng mà nói câu nào á là duyên dáng câu đó. Thành ra là chị em phụ nữ thích chụp chung thế thôi, chứ còn không vấn đề gì đâu, em đừng lo. Nhưng mà ông ấy làm bạn gái, em gái kết nghĩa lắm. Thì đó, tại duyên dáng quá mà. Nhưng mà thôi, bớt kết nghĩa lại đi em ơi. Không, nhưng mà em chỉ dừng ở kết nghĩa thôi chứ kết nghĩa là giờ định nghĩa thế nào là kết nghĩa. Đúng rồi, đàn ông mà nó vô em kết nghĩa nhiều quá là dễ kết liễu đó em ơi. Ồ, đúng rồi đó. Theo chị thì em nên bớt lại, dừng lại ở mức độ đồng nghiệp thôi. Nó có cái ranh giới rõ ràng. Đúng không? Đúng ạ. Rồi, xin chào hai em. Chúc hai em lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc như thế này. Vâng, em cảm ơn. Rồi. Em gọi điện cho người ấy. Anh ơi, mình là chồng sắp cưới của bạn này này. Nhưng mà lúc đâu chưa có cái gì. Anh đang làm như vậy là phá hoại hạnh phúc của tụi tôi đấy. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Em tên là Trần Hữu Phước, hiện nay là 30 tuổi, là giáo viên trường cao đẳng công nghệ quốc tế Lila Ma 2 ở Đồng Nai. Còn em? Em tên là Bích Hồng, hiện em năm nay em 28 tuổi, em đang công tác tại Long Thành, Đồng Nai. Tình cảm của hai bạn là đến từ khi nào? Và yêu nhau, cái câu chuyện tình ra sao? Tụi em quen nhau trên Facebook á. Lúc đó em đang đi học ở bên Đức. Em đi học chung với anh họ của vợ em. Thì nhìn trên cái màn hình của ông anh mình thấy là có bé nào xinh quá. Thì nghe ông anh nói rằng là em ta đấy, ngoan hiền. Thế thì mình cũng add nick vào, mình chat chết thử. Dạ. Ông em vô rồi có accept liền không? Dạ không anh, Facebook của em lúc đó chơi á, Facebook chỉ có những người bạn quen thôi. Em thấy lạ lắm mà. Sau đó thì em nhìn thấy kỹ trong cái avatar của ảnh á, là ở đằng sau là có hình cái tháp Paris á, giống hình ông anh em chụp á. Cái em nói ủa ông này chụp hình giống cái chỗ của anh mình ghê á. Cái vô em mới vô Facebook của ổng em coi, em thấy có bạn bè là anh của em. Cái em mới hỏi anh của em là ủa anh ơi, thầy này làm chung với anh hả? Cái anh em mới nói là học chung với anh á, đang đi Đức chung với anh á. Em người ta kết bạn với em á thì em trả lời người ta đi. Cái em lúc đó em mới biết là chắc quen anh mình thì chắc đi học chung rồi, chắc cũng ngoan giống anh mình á, cũng giỏi giống anh mình, thôi kệ mình cứ kết bạn nói chuyện đi. Rồi bao lâu thì mới gặp gỡ nhau ở ngoài? Dạ tụi em quen nhau trên Facebook khoảng 1 năm. Thì sau đó sau 1 năm thì ông xã em về Việt Nam. Thì sau khi anh về thì tụi em mới bắt đầu gặp nhau. Ấn tượng đầu tiên lúc mà em gặp chồng em thì sao? Cái người ở ngoài và hình nền như thế nào? Dạ em thấy ở ngoài thì ảnh đẹp hơn ở trong hình. Lúc đó ảnh mập, ảnh trắng lắm. Tao mày cái vô quán cà phê ngồi uống nước, ảnh ngồi ảnh nói chuyện mà ảnh cứ cười mỉm. Em mới nghĩ cho cười mỉm mỉm sao đó. Phước cười mỉm mỉm sao đó. Còn bạn chồng thì sao? Bạn chồng về mà gặp bạn vợ đúng, là coi như mất hồn đúng không? Đẹp quá mà. Dạ thì cái đầu tiên thì lại là xin đi ra một tí xíu ra gặp em, nhưng mà có vẻ là ngoan hiền nên bố mẹ không cho ra hay giả bộ như thế. Em ra một xíu thôi về nha, để là có cái điểm với em chứ còn lời đẹp thì phải chưa phải nói tới. Dạ, tại vì của em là em thích gái ngoan hiền. Thầy giáo mà, cho nên thích ngoan hiền. Rồi là ngay sau cái hôm mà gặp nhau quán cà phê là quyết định là coi như tìm hiểu luôn. Dạ, cũng chưa phải ngay lúc đó cũng tấn công luôn được, mà cũng có một cái lộ trình. Lộ trình trong bao lâu? Em tự cho cái lộ trình là trong bao lâu? Phải chừng gần 6 tháng sau thì mới cầu hôn. Trời, lộ trình dài dễ sợ. Thiệt á, tưởng là 6 tháng sau mới chính thức yêu. Mà mình tưởng chính thức yêu ai về 6 tháng sau là cầu hôn luôn. 6 tháng sau là cầu hôn luôn á. Tại sao mà em lại cầu hôn ngay? Tại vì có đối thủ của em xuất hiện. Thế thì ngày kia em đang đi học thì từ Đồng Nai lên đây để học cao học ấy.
thì đi về lại thì vợ nhà vợ em đang bán quán cơm. Tôi đó vợ coi quán cơm thì có một anh chàng cũng đẹp trai, em xác định là hơn em. Thế thì tự nhiên có mình anh đó trong quán cơm vợ em. Thế thì em có thấy anh đó có một cái tình ý gì đó là lạ rồi. Thế em về em xin số điện thoại của vợ em. Thế em điện thoại cho anh đó. Trời. Một phát một anh đó rút lui. Nhưng mà em nói cái gì mà người ta rút lui? Dạ câu đó vợ em cũng hỏi em ngàn lần rồi. Nhưng mà em chưa bao giờ nói vợ em cả. Nhưng mà hôm nay thì nhân cơ hội này em có muốn nói không? Dạ có. Rồi đó. Mọi người muốn nghe không nào? Em gọi điện cho người ấy sáng sớm. Anh ơi, em nói chưa biết ai gọi tới. Thế mình nói mình là xưng là anh ơi, mình là chồng sắp cưới của bạn này này, nhưng mà lúc mình đâu chưa có cái gì yêu nhau, cưới sắp cưới. Anh đang làm như vậy là phá hoại hạnh phúc của tụi tôi đấy. Chúng tôi tháng tới là tôi cưới rồi. Thế là từ đấy cho đi là không thấy anh đâu quay lại nữa. Trời trời ơi, tôi cứ tưởng đâu là ổng hăm dọa, ổng hù dọa người ta cái gì, hóa ra là ổng dựng chuyện. Dạ. Các em lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ tụi em đã kết hôn với nhau được 3 năm 3 tháng rồi. Rồi cưới nhau về có mới phát hiện ra anh ấy một ông thầy như thế này có tật xấu gì không? Dạ chồng em thì thầy giáo tôi nghĩ là hoàn hảo. Dạ chồng em thì bên cạnh những cái điểm tốt á thì có cái tật xấu đó là anh hay ngủ lắm. Mỗi lần mà hả kêu anh cho con ngủ đi em đi dọn nhà cái nha, xong rồi cái pha cho con mình sửa xong vô trong phòng đóng cửa lại. Hồi lát nữa em mở cửa ra em thấy ba ngủ mất tiêu rồi mà con còn nằm quay mấy lần như vậy luôn á. Mỗi lần là em ngủ cho con, làm mẫu cho con thôi. Mẫu cho con kìa. Rồi còn gì nữa không ngoài cái chuyện là ham ngủ? Dạ còn cái tật đó là hậu đậu nữa. Anh thì cái gì cũng làm á, mà làm đụng vô cái là nó hư à. Tức là cái gì cũng làm mà không làm gì ra gì. Dạ. Rồi còn gì nữa không? Dạ thì chỉ có hai cái tật xấu đó thôi anh. Còn hai cả thôi đúng không? Dạ. Rồi tới em đó Phước. Dạ vợ em thì nhìn vậy nhưng mà rất là nóng tính. Thì mỗi lần mà muốn cái gì không được ấy, hay là xin đi đâu mà mình thấy chưa cho ấy, là đi ra ngoài ấy, hay là mình nói cái gì là bắt đầu nóng tính, và sau đó là mỗi lần xuống dưới bếp rửa chén hay là làm gì là rầm, mà mỗi lần như vậy em sợ lắm, em ôm con đi lên nhà trên để mình giả bộ tránh. Nhưng mà vợ em nóng như vậy thì thường là những cái rầm rầm đó nó là nguyên nhân từ đâu, từ chén bể hay là đập nồi hay là đập máy giặt hay đập tủ lạnh, ví dụ như những cái tiếng động đó là cái gì? Chén nồi đập xuống cái chỗ lâm bô để rửa chén ấy. Có bể không? Dạ thấy nứt cục gạch chưa cái nồi thì chưa mất. Cái thớt rồi đập rầm vậy. Em mong muốn Phước thay đổi điều gì? Dạ em chỉ mong chồng em là dành nhiều thời gian cho vợ con hơn nữa, tại vì ảnh đi làm rồi lúc nào ảnh cũng nghĩ tới công việc của ảnh. Nhiều khi tối đi ngủ rồi cái em vẫn nghe thấy ảnh ngủ rồi ảnh mớ ảnh lẩm bẩm á. Em bảo ủa anh mơ gì vậy? Anh nói không, anh đang suy nghĩ cái công việc. Còn chồng em thì đụng cái là đi xuống dưới trường luôn à. Ở nhà nhiều khi đi tối về cái về trễ quá. Tức là giận nhau hay xuống cơ quan á? Giận nhau á. Em nói em chưa kịp nói xong mà anh lại xách xe anh đi xuống dưới cơ quan anh ngủ dưới đó, rồi sáng sau anh ở đó anh dậy luôn. Rồi tới hôm sau nữa anh mới về. Dạ thì đấy cũng là cái đang trăn trở trong người em. Đó là tại sao vợ em mà em lại hay xử lý những khi hai vợ chồng giận nhau, em thường xuống cơ quan em ở lại đến 1-2 ngày em về. Thì cái thứ nhất là em vợ em học luật mà em nói không có lại. Cái thứ hai là nhiều khi mình giận nhau á, lời nói của mình không kiểm soát được á, mình sẽ tổn thương nhau nhiều hơn. Mà em chọn cái cách mà mình đi chỗ khác mình tránh né như vậy rồi mình về mình thấy vui vẻ hơn á, thì vợ lại nghĩ là mình lại không có trách nhiệm vì hai đứa con ở nhà mà. Nó cũng đang cần phụ vợ một tay. Thế thì em thật sự là cũng không biết phương án mình sẽ chọn cái phương án nào cho nó hợp lý. Vậy là em mong muốn
chồng em điều gì? Mà sau có mỗi lần mà mâu thuẫn á thì anh phải ngồi lại nói chuyện với em là anh sai vậy vậy đó, em sai vậy đó, mình phải ngồi mình giải thích ra rồi mình thay đổi. Chứ nhiều khi em nói anh không nghe, anh đi xuống dưới trường. Rồi như vậy mỗi lần mà như vậy thì em cũng phải lắng nghe nha. Em hứa em phải lắng nghe nha, hai vợ chồng anh thì đã cũng nói, phải lắng ngồi nghe. Lại nói để nghe mà. Rồi. Sao em? Tại vì rất là khó. Em thì sao? Dạ em cũng... thì mong muốn Hồng thay đổi gì? Dạ em mong muốn là vợ em bớt nóng tính đi. Là tại vì nóng tính như vậy thì nếu mà em cũng cái tính như vậy nữa thì chắc không còn cái gì trong nhà. Cái thứ nhất, cái thứ hai thì cũng mong muốn y chang như là vợ em mong muốn là hai vợ chồng ngồi lại với nhau để mà giải quyết cái vấn đề đấy. Chị thì chị rất hiểu bạn chồng. Em đang sống trong một cái một cái mà em tạo ra cho mình á, tạo ra cho mình á, cái tôi của em nó đang rất đẹp, nó đang tròn trịa. Dạ vâng. Ha. Thì em không muốn là bất cứ một cái ngoại lực nào hoặc bất cứ một sự va chạm nào để nó bị sức mẻ hoặc là nó bị vỡ đi cái mà em đã xây dựng cho mình. Dạ vâng. Em đang ngại cái điều đó. Đó chính vì vậy mà em né tránh. Dạ. Em né tránh cái sự đụng chạm. Dạ. Và em luôn làm một cái cách an toàn nhất cho cái điều mà em đã xây dựng. Dạ vâng. Còn vợ em thì vợ em không thể bước vào được cái vòng tròn mà em đã xây được. Vâng. Em hiểu không? Vợ em không thể bước chân vào được. Thành ra vợ em rất là khó chịu về cái điều đó. Chưa cùng được nhau về suy nghĩ đấy. Đó. Thì nhưng mà em có biết không, cái vấn đề ở đây là khi em đã có gia đình rồi, em có con, có vợ rồi thì em không thể nào em tách em ra được khỏi cái điều đó. Em không bao giờ làm được điều đó nếu như em vẫn muốn tồn tại cả hai, cả sự nghiệp lẫn gia đình. Dạ vâng. Thành ra chị nghĩ nha, đôi khi có những cái mình phải cho nó vỡ một lần. Dạ. Không, chị có đó chị nói nghiêm túc. Tại vì sao em vẫn sống cho mình nhiều hơn. Dạ. Thế tại sao em không nghĩ đến cảm xúc của vợ em, là nếu chỉ vì cái chuyện em muốn tránh né cái sự đụng chạm mà em ở trong trường 1 đến 2 ngày thì cái cảm xúc của vợ em lúc đó như thế nào? Em đâu có nghĩ tới. Dạ vâng. Em chỉ biết là em thoải mái. Dạ. Em né được, em thoải mái. Dạ vâng. Vậy né đi. Nhưng vợ em lúc đó thì sao? Vừa buồn nè, vừa mặc cảm nè, vừa buồn nè, vừa tức nè. Dạ. Rồi bế tắc nữa. Dạ. Rồi áp lực nữa. Càng ngày cái cảm xúc nó càng dâng lên. Dạ. Thành ra là hả, gặp mặt em là giờ chỉ muốn gây thôi. Dạ. Tức là mình không thể nào dịu xuống được. Vâng. Em hiểu ý chị. Dạ. Thành ra chị nghĩ như vậy nè, em phải sống cho vợ, cho con nhiều hơn. Em bớt đi cái tôi của mình lại. Dạ. Đó thì chị chỉ góp ý như vậy thôi. Vâng. Để mà em giữ được cái hạnh phúc của em. Thì đến một lúc nào đó khi mà em đạt được một cái sự nghiệp đúng như điều em mong muốn, em quay lại em cô độc. Dạ, ngay đây thì em cũng đã rất là hiểu ý của chị và em xin chân thành cảm ơn. Cái lời khuyên của chị đã làm cho em ngộ ra là hai cái vòng tròn này chưa có điểm giao nhau nhiều quá, nó phải giao thoa nhau nhiều bây hơn nữa. Phải giao liền. Dạ. Tối nay về phải vỡ hết ra. Vỡ đi em, vỡ đi. Rồi, em cảm ơn chị nhiều ạ. Dạ, em cảm ơn chị. Rồi, xin chào hai em. Dạ. Và bây giờ là phần kiểm tra húy và bốc thăm may mắn. Chúng ta có các phần quà như sau. Trước tiên đó chính là 1 năm sử dụng sản phẩm dầu nành cao cấp của công ty dầu thực vật Tường An. Dầu nành đầu tiên tại Việt Nam từ năm 1992, được chiết xuất từ 100% đậu nành nguyên chất tự nhiên, cho các món ăn thơm ngon, tinh tế, yêu thương, gửi trọn. Và món quà thứ hai đó chính là một voucher giày và túi xách tại hệ thống Vascara trị giá 2 triệu đồng. Và phần quà thứ ba đó chính là một phiếu mua hàng điện tử tại website www.uma.vn trị giá 2 triệu đồng của chuỗi siêu thị nội thất và trang trí Uma. Chất lượng thiết kế Thụy Điển dành cho ngôi nhà Việt với phương châm biến ngôi nhà thành tổ ấm. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chùi nồi kèm thêm một cặp vé xem kịch tại sân khấu của chị Vân. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Mời các bạn đau lưng lại. Đau lưng lại nhau và nghe kỹ câu hỏi của tôi. Vợ của bạn thích mặc đầm màu gì? Vợ thích mặc đầm màu gì? Màu hồng. Đúng rồi. Ngọc thích mặc đầm gì? Màu tím. Màu tím. Như vậy là các cặp vợ chồng này rất hiểu ý nhau. Bây giờ đề nghị mời hai chú rể bước lên quấn tường xì với nhau. 1, 2, 3. Rồi xong. Như vậy vợ chồng của Ngọc sẽ chọn màu gì? Em chọn màu hồng nhé. Màu hồng. Cặp vợ chồng này chọn màu gì? Tụi em chọn màu vàng. Màu vàng. Chị màu đỏ, em màu xanh. Tôi màu xanh. Rồi, của thùng ai nấy tấn lên. Nha. Mời quý vị cùng đếm nào. 1, 2, 3.
Mời hai cặp vợ chồng chúng ta chuẩn bị. 1, 2, 3, mở ra. Woo! Như vậy, khán giả xem chương trình Vợ Chồng Son tuần này, chúng ta sẽ có hai cơ hội nhận được hai phần quà. Đó chính là một năm sử dụng sản phẩm dầu nành cao cấp của công ty dầu thực vật Thường An và một voucher giày và túi xách tại hệ thống Vascara trị giá 2 triệu đồng. Tuy nhiên, để nhận được phần quà này, chúng ta phải trả lời được câu hỏi của chị Hồng Vân nêu ra. Và câu hỏi đó như sau: cặp vợ chồng thứ nhất đến từ đâu? A. Hà Nội, B. Hải Phòng và C. Nam Định. Vậy câu thôi. Thứ hai, có bao nhiêu người trả lời đúng giống như bạn? Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Vợ Chồng Son chúng tôi tạm thời khép lại. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào mỗi tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son.